còn ong ra cỏ ơi. Xong bây giờ nhá, sắp về rồi, sắp về rồi. Mình sắp về nhà rồi nhỉ, sắp xong rồi. Trời ơi, về thôi nhỉ. Xong nhá, bây giờ mà gửi đi về. Ngủ nha.
Chung ơi, bây giờ bán hàng với nha. Thôi ngồi đi. Eo chị. Eo chị, nhờ bác hộ bỏ cái ghế ngồi xuống với. Đôi nặng quá bé ơi. Đợi con ở đây nhé, nhé. Rồi, con ở đây nè. Ôi trời. Em ơi, đi ăn nữa nha. Ây dù, đây 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 con thế này. Thì đẻ thành nha. Thì đẻ thành nha. Đẻ thành nha. Ây dù. Ây dù. Đố con bây giờ nha. Đố con bây giờ. Hả? Đúng rồi. Ở đây nha. Ăn dĩa nha. Thì thử chúng con đây. Nào, không cho cái đấy vào mồm nha. Em ơi. Em. Ở đây nè, đây đây. Đây. Đây nha. Đây 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 đây. Đây đây đây, cho cái nào vào mồm. Măm măm, năn năn. Đấy, đúng rồi. Ngon ngon. Em mua gì đấy? Mua mía à? Con mua bao nhiêu? 10.000 được 5 cái. 20.000 à? Được 10 cái nhá. Đây của con 20.000 được 2 bó. Của con 20.000 nhé. Ừ, bà cảm ơn nhé. Đây chị nha nhỉ. Rồi. Ôi, hay là cho cái đấy vào mồm con. Đây đây, ăn mía đi. Ăn mía đi. Đây đây đây, ngồi qua đây.
bao nhiêu? Ừ. Bà ơi, mua mía hộ cò đi nhỉ. Bao bao nhiêu đây? 10.000 một bó đi chọn. Chọn bó nào thì chọn. Hai bó rồi. Ừ, ừ. Hai bó. Cảm ơn bà nha nhỉ. Ừ. Cháu mua mấy bó? Ừ, hai bó nhé.
em ơi. Ủa.